Sẽ giúp chúng ta hướng dẫn cùng thọ thực bổ cây thân mật của bổ trường.
Một lần nữa trân trọng kính mời toàn thể Phật tử chúng ta về này hoan hỷ trở về các đường sau khi lễ bái cùng nhau thọ bữa chay thân mật cùng tưởng từ, và đó cũng là chút lòng thành và lộc của nhà chùa. Mời quý vị một lần nữa thay mặt thượng tọa cùng tăng chúng. Yeah.
bắt những cái đó. Allah